Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay mình dọn dẹp nhà cửa. Thì nói chung thì hôm nay là mình like. Anh chị, các bạn thấy ở trên không gian mạng này, nhờ có cái không gian mạng nó mới xuất hiện những cái bộ mặt thật của con người, những cái sự giả dối và những cái sự kém hiểu biết, và những nói chung là mọi mặt trên cái không gian mạng xã hội này. Anh chị, các bạn thấy ngay cả những thành phần tự xưng mình là trí thức nhưng mà bản chất họ rất là xảo trá và bịp bợm khi nói về quê hương đất nước. Anh chị, các bạn thấy vấn đề mà bài nhạc cách mạng gót chân giót trong của một người phụ nữ, người ta trình diễn đó là một cái bài nhạc cách mạng, nó đi theo năm tháng. Việt Nam mình là một cái quốc gia có cái tinh thần dân tộc và văn hóa, cho nên mình thể hiện một cái bản nhạc của một cái thời kỳ cách mạng hào hùng, truyền thống của cha anh, đó là chuyện bình thường thôi đó. Mình phải nhìn về cái mốc thời gian đó. Khi nghe những cái bản nhạc như vậy, mình liên tưởng đến những cái thời gian đất nước khi mà còn chiến tranh loạn lạc, anh chị em các bạn thấy. Nhưng có những kẻ tự cho mình là trí thức, họ cuồng mỹ, họ nghĩ rằng bài nhạc đó nó gây đến sự kích động hận thù, gây đến những cái gì mà sự quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam, đó là những cái sự ngu xuẩn của những kẻ họ cuồng Mỹ, họ ngồi đó họ đội Mỹ trên đầu. Nhưng mà các bạn thấy những cái thành phần này khi họ đến được đất Mỹ, họ nhìn thấy sự thật thì nó không phải là như vậy. Cái tinh thần dân tộc Việt Nam mình, người Mỹ họ vẫn tôn trọng anh chị các bạn. Cái cuộc chiến của ở đất nước Việt Nam mình, người Mỹ chính họ cũng nhìn thấy những cái sự sai lầm mà chính quyền Mỹ thời đó, họ đến, họ tham vọng, họ đến, họ xâm lăng Việt Nam mình ở cái hoàn cảnh lịch sử đó. Các bạn biết, trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam mình, chính người Mỹ họ cũng đứng lên phản đối những cái sự mà gọi là bất nhân tính của cái chế độ của Mỹ ở thời đó. Và ngày hôm nay những cái bản nhạc cách mạng hào hùng đó được hát thì nó cũng là bình thường. Tôi nói anh chị các bạn, nếu mà người Mỹ họ hiểu được tiếng Việt, họ vẫn tôn trọng điều đó. Bởi vì trong lịch sử của Mỹ và cái văn hóa của Mỹ, văn hóa Mỹ là văn hóa đa quốc gia, một cái văn hóa mà của họp Trung Quốc, các bạn biết nó rất là hỗn tạp trong đó. Trong sách giáo khoa của Mỹ, tôi nói anh chị các bạn biết, rất là nhiều người họ không hiểu. Nếu các bạn có con mà sinh ra lớn lên ở trên đất Mỹ này, nó học đến trường thì các bạn sẽ thấy thằng Mỹ nó nhồi sọ những cái đứa trẻ đó từ khi ở lớp vỡ lòng. Nó nhồi sọ những đứa trẻ hận thù cộng sản. Tôi nói chỉ các bạn biết nhé. Bạn của tôi ngày xưa, khi mà tôi chưa có con, nó nói tôi, con nó đi học về, con nó cũng hỏi nó ở trong trường, nó dạy nó nói xấu về, nó nói xấu về Bác Hồ, nó nói xấu về Đảng Cộng sản. Ngay cả sau này con tôi nó học, nó cũng về nó hỏi tôi phải giải thích cho nó. Tôi nói nó no, that's not the way it is, it wasn't like that. Tôi giải thích cho con tôi nghe, nó không phải vậy. Các bạn biết tụi Mỹ đừng nghĩ rằng nó không giáo dục những cái đứa trẻ ở Mỹ hận thù cộng sản, ngay cả nó tiêm nhiễm vào đầu những cái đứa trẻ ở bên Mỹ này. Nó nói Bác Hồ là bad guy. Khi con tôi nó hỏi tôi như vậy, tôi giải thích cho nó nói no, Bác Hồ là người, là một cái người revolutionary, là người anh hùng, là người giải phóng dân tộc, đem Việt Nam ra khỏi cái sự ách nô lệ của thực dân Pháp. Và mình giải thích cho con mình để nó hiểu. Các bạn nên nhớ cái chủ nghĩa tư bản nó mị dân ghê gớm lắm, nó nhồi sọ những đứa trẻ kinh khủng lắm, chứ không phải đâu. Chỉ có những kẻ cuồng Mỹ nó ngồi đó, nó nghĩ rằng nước Mỹ cái gì cũng phải là số một hết. Còn những cái chuyện ngoại giao về vấn đề mà Mỹ, tôi nói anh chị các bạn, Mỹ viện trợ Việt Nam thế này thế nọ,
nó là tính cách gọi là ngoại giao thôi. Hằng Mỹ nó đem những cái thuốc vaccine đến Việt Nam, tôi nói chỉ các bạn không có ở Mỹ, các bạn không có hiểu về những cái sự ngoại giao và chính trị kinh tế của nó. Nó là một cái thằng rất là điếu chứ không phải giỡn, không phải tự nhiên nó đem nó cho Việt Nam mình không đâu. Nó có qua có lợi hết. Và bên cạnh đó các bạn nên nhớ gì? Những cái viện trợ bề ngoài bên ngoài nói như vậy, thực sự là nó có quyền lợi với nó. Và gì, hàng Mỹ nó đem nó đổ những cái thuốc đó dư thừa rồi. Các bạn biết chính phủ nó đã mua dư thừa rồi. Nếu mà nó không đổ ở trong nước Mỹ thì nó đem đổ ở đâu? Thì nó đem đến những quốc gia khác nó đổ. Tại vì nó mua từ những cái công ty sản xuất của nước Mỹ. Mà nó không làm như vậy đó thì những cái mặt hàng đó nó sẽ bị ứ động. Nó đều có tác động về kinh tế. Chẳng có thằng nào mà nó đem tự nhiên nó cho không hết. Tôi hỏi các bạn, sao nó không đem qua những cái quốc gia nghèo như Africa, Châu Phi rồi cho người ta? Người ta cũng cần lắm. Nhưng mà nó thấy rằng cái quyền lợi của nó Việt Nam nó có, nó đem qua đó để đặng nó ngoại giao. Bề ngoài những người mà họ không hiểu, họ cuồng Mỹ, họ nghĩ rằng ô thằng Mỹ chắc là nó nhân đạo lắm. Tôi nói anh chị các bạn, nhân đạo còn khỉ khô. Thằng Mỹ nó là money talk, chẳng có cái gì cả. Tôi thấy này, tôi ở trên cái đất Mỹ này, tôi thấy bình cái xã hội Mỹ, thằng Mỹ này nó bình thường, người dân Mỹ họ cũng hiểu được cái những cái điều đó anh chị mẹ. Nhưng mà chỉ có những cái đám mà nó cuồng Mỹ, nó đội thằng Mỹ trên đầu, nó nghĩ rằng những cái bài hát năm tháng cách mạng hào hùng đó sẽ làm ảnh hưởng tới những cái uy tín. Tôi nói nào các bạn biết, ngoại giao của Mỹ nó đều biết hết. Thằng Mỹ nó cũng dựng lên những cái bức tường nói về cuộc chiến tranh Việt Nam để cho những cái dân, những cái thế hệ của nó nhìn về cái quá khứ đó mà đừng quên, chứ không phải là không. Các bạn thấy khi mà Mỹ cùng nhau cuộc chiến ở Pearl Harbor, Trân Châu Cảng, và nó cũng có những cái sự mâu thuẫn của nó. Hàng năm người Nhật họ vẫn tưởng niệm về mấy trăm ngàn người mà đã chết trong cái cuộc hai trái bom đó. Bên cạnh đó các bạn biết tháng 12 này sắp tới nè, thằng Mỹ nó vẫn tổ chức cái ngày quốc hận của nó khi mà Nhật đánh nó ở tại Trân Châu Cảng. Cái đó là chuyện bình thường và lòng cái sự tự hào dân tộc của mỗi quốc gia thôi, chứ không có gì đến nỗi mà cuồng Mỹ ngồi đó một bài hát của đêm. Thấy được những cái sự thật trong cái cuộc sống. Mấy cái đám xuyên tạc chống phá đất nước, mỗi lần mà Lợi Minh nói về mặt trái của nước Mỹ là tụi các bạn biết tụi nó cuồng cuộn lên. Các bạn vào trong những đấu trường, vào trong những diễn đàn của Lợi Minh chia sẻ cũng vậy, tụi nó cuồng cuộn lên. Nó làm giống như nước Mỹ của ông cố nội cha nó để lại. Rồi bây giờ lại có những cái đám gọi là trí thức nhân sĩ trong nước, nào cũng thành phần luật sư, rồi khi nghe bài nhạc rồi bắt đầu chê bai phản ánh, nói lên vấn đề mà gây ảnh hưởng ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ. Cứ nói những cái đó là chuyện bình thường thôi. Mình là một quốc gia Việt Nam, cái tinh thần dân tộc của mình và cái đất nước của mình, người Mỹ, tôi nói với các bạn, họ hiểu được, họ vẫn tôn trọng những cái điều đó. Chẳng có gì mà gọi là hận thù và kích động cái sự thù địch giữa hai quốc gia cả. Những cái sự ngoại giao của Việt Nam và Mỹ nó chỉ là quyền lợi, lợi ích quốc gia lẫn nhau mà thôi. Các bạn biết những cái viện trợ, nói trên viện trợ thì thực sự mà nói nó có qua có lợi hết. Tại sao cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất thứ hai nó xảy ra, các bạn biết ngày xưa đó, là vì những cái nước lớn như Mỹ và châu Âu, tụi nó đi tìm những cái thị trường
và nó tranh giành nhau những cái thị trường để đặng mà đem hàng hóa của nó đến những cái quốc gia khác để đặng mà nó tranh giành cái thị trường của nó. Cho nên nó xảy ra cuộc chiến thế giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Và ngày hôm nay toàn chính sách toàn cầu hóa thì tụi tư bản và những thằng nước lớn nó ngoại giao, nó đi kiếm những cái quyền lợi kinh tế của nó như ở Việt Nam, và nó đem những cái sản phẩm của nó sang Việt Nam. Đó chỉ là những vấn đề ngoại giao, nó quảng cáo và sau đó là kinh tế thôi, lợi ích quốc gia là trên hết, chẳng có gì mà phải cuồng Mỹ. Tôi chỉ thấy tiếc cho những cái thành phần mà gọi là trí thức nhân sĩ rồi họ cuồng Mỹ một cách ngu xuẩn. Cái nước Mỹ này nó bình thường ra anh chị các bạn. Tôi sống với tụi Mỹ tôi biết. Tôi không có sống với những cái cộng đồng của người Việt của mình. Tại vì cái người Việt của mình họ sống các bạn biết, họ chỉ muốn làm nô lệ thôi. Lúc nào cũng vậy. Mỹ cho họ ăn thì họ nghĩ cái đó là họ đã được một cái ân huệ gì đó. Nhưng trong khi đó các bạn biết, họ phải làm, họ phải cài vất vả, và cuộc sống của họ mưu toan đủ mọi thứ hết để có được những cái vật chất đó. Mà nói về mặt trái nước Mỹ thì họ cuồn cuộn lên như những kẻ mà gọi là nước Mỹ thì cố nội chiến để lại mình lấy làm tiếc anh chị các bạn. Đối với Liệt Lệ Minh là mình rất là tự hào, mình là người Việt Nam. Ngày mình Lệ Minh làm việc cho tụi Mỹ ngày xưa cũng vậy. Lệ Minh nhờ tụi Mỹ, phải nói là phải cảm ơn tụi nó, nhờ tụi nó dạy cho Lệ Minh biết là quê hương dân tộc tổ quốc mình là đâu. Khi mình làm cho hãng Honeywell cũng vậy, các bạn biết tụi nó nói cho mình phải biết tự hào. Nó nói mày phải biết tự hào cái dân tộc của mày, cái đất nước này là của người Mỹ chứ không phải là của mày. Nó làm mình giật mình đấy các bạn. Nó làm cho mình phải suy nghĩ, phải hiểu cái người Mỹ mà chính gốc da trắng của tụi nó, chứ không phải giống mấy cái đám mà Mỹ màu, Mỹ vàng như cái đám Việt Nam. Mình qua được Mỹ rồi các bạn thấy như cái con nhỏ mà qua hậu gì bên Mỹ về Việt Nam rồi Việt Nam khó thở, các bạn thấy cái sự ngu xuẩn của những kẻ, của cái người Việt của mình. Khi họ tha thương cầu thực, họ bị đồng hóa, họ bị ngoại lai và họ sống mất đi những cái tính dân tộc. Đó là một cái điều phải nói là khinh bỉ. Nó sự khinh bỉ vô cùng anh chị các bạn. Tôi nói chị bạn, rất là nhục nhã cho những cái con người như vậy. Trong tất cả các dân tộc ở trên đất Mỹ này, tôi nói chị bạn, cái dân tộc Việt Nam là cái dân tộc yếu kém nhất, là một cái dân tộc gọi là nhục nhã nhất. Tôi phải nói là như vậy. Ngay cả cái đài BBC tiếng Việt của tụi chống cộng, tụi nó survey, nó đi survey các bạn biết, nó cũng công nhận điều đó. Cái sự nhục nhã của người Việt mình ở trên cái đất Mỹ này anh chị các bạn thấy. Cộng đồng người Trung Hoa, người Trung Quốc, cộng đồng họ sống, các bạn biết họ luôn luôn để giữ vững cái tinh thần dân tộc của họ. Tất cả những cộng đồng dân bản xứ khác, họ không phải giống như cái cộng đồng người Việt của mình, nó quái đản, nó sống nó chỉ biết ôm lấy những cái hận thù quá khứ, nó tiên truyền, nó bài những cái trò bíp bơm của nó, toàn là một lũ ô hợp. Tôi nói chị các bạn, nó nhục nhã. Tôi làm việc, tôi sống với tụi Mỹ, nhiều khi nó còn nói cái người Việt của mày sao ngộ ha, đi qua bên đây rồi cứ ngồi đó tối ngày diễn những cái trò gì đâu, làm những cái chuyện khức là dị hộm. Như cái vụ Trần Trường hồi đó tôi làm việc tụi Mỹ vậy, nó nói sao mà người Việt của mày rất là ngộ, lạ kỳ, nó dị hộm, kéo xuống đường chống phá xuyên tạc. Khi một những người khác họ không đồng ý theo những cái quan điểm của họ, các bạn thấy là họ chống phá. Tụi các bạn thấy đó, cái tụi chống cộng ở hải ngoại, ở bên đất Mỹ này, nó mà ăn tươi sống nó cũng ăn. Mà các bạn biết tại vì hồi nào giờ tôi không có thích sống với cái đám chống cộng ở bên Mỹ này. Tôi thấy tụi nó, khi mà tôi đặt chân ở đất Mỹ này, tôi thấy tụi nó là khó ưa rồi. Các bạn biết
tôi thấy tụi nó là tôi không ưa rồi, hồi mà tôi còn đi học, còn là sinh viên vậy, tụi nó cái lôi kéo, lúc đó là tôi là trưởng ban thanh niên vậy, lôi kéo tôi vô cộng đồng, nói no, tôi nói no, là tôi không ưa là tôi đã đụng độ tụi nó rồi. Các bạn biết, nó con người của tụi nó hoang tưởng và nó sống nó không có một cái tương lai, một cái lý tưởng. Nó ngồi đó nó ôm hận thù, buông chính trị, buông hận thù, trong khi đó đất nước của mình, người dân của mình ngày càng vượt lên, vươn lên, tuổi trẻ Việt Nam càng phấn đấu. Các bạn thấy rất là tuyệt vời. Ngay cả tụi chính trị Mỹ nó nhìn thấy những người lãnh đạo của Việt Nam, nó còn khâm phục và ngưỡng mộ. Các bạn thấy, bởi vậy tôi rất là tự hào anh chị các bạn. Tôi rất là tự hào mình là một cái người Việt Nam ở trên cái đất Mỹ này. Đối với tôi chẳng có gì mà ngồi đó ca ngợi thằng Mỹ cả. Tôi thấy thằng Mỹ này nó bình thường thôi, chẳng có gì mà ghê gớm cả. Thôi thì lại mình chia sẻ anh chị các bạn những cái đề tài chính trị, đất nước, xã hội và con người. Bây giờ thì mình cũng làm một ít công việc để chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa cho nó đâu qua đó, trước khi mình về Việt Nam đầu năm, để đặng giao cho mấy đứa nhỏ nó ổn định đâu qua đó. Hành trình của mình về Việt Nam còn khoảng tháng nữa thôi. Năm Tây mình về tới Việt Nam rồi, nhưng mà mình rất là nôn nóng. Mỗi lần về tới Việt Nam, các bạn biết là mình đi đi về về hoài à. Mà mỗi lần nói về tới Việt Nam là mình nôn nóng, trong lòng mình nao nức, mình cứ mong đợi, trông chờ nó cái niềm vui nó rất là hân hoan. Thì thôi là mình cũng ngừng cái like ở đây, mình phải làm ít công chuyện đây. Cảm ơn các anh chị các bạn theo dõi và ủng hộ Lệ Minh trên cái công cuộc đấu tranh chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Đối với Lệ Minh chỉ có tình yêu quê hương đất nước trên cái không gian. Còn mình không có lên đây để lập kênh hay là kiếm lợi ích hay là để được người này người kia tung hô gì cả. Mình không có. Còn các bạn có kênh, các bạn làm sao cho nó chuẩn, để đặng chia sẻ những cái tiếng nói của mình đến với những người khác. Chứ đừng có gì cái kênh mà mình tạo ra những cái mâu thuẫn nó không tốt, những cái nan đề nó không tốt. Thôi là mình xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye. Đức cha hết pin hết ta. Hết pin thì mình phải đi sạc thôi. Mới nói hôm qua thôi. Bình điện nó yếu. Mới đây lẻ ghê, cũng gần hết năm rồi nhé.